cái tay gần nước ăn đó người luôn đâu con nè. Chúc một năm mới mọi người, chúc năm mới 2023. Hello cả nhà ơi, hôm nay thì chủ nhật mọi nhà, hôm nay anh em anh ta ngày hôm nay Ipep với Ian cùng Joshua làm tiếp theo mọi người, tại vì ngày hôm nay là ngày Tết Dương lịch, là ngày 1 tháng 1 là năm mới mọi người. Năm 2023 thì Ipep với Ian làm tiếp theo đây. Đây mọi người. Bây giờ mình sẽ cho Joshua nói đi. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Cái này là ngày 1 tháng 1 2023 là năm mới. Cái này là mới tem lấy ăn đi Ipep là chủ nhật hôm nay nắng à, anh em nha cùng à, không biết nói nhiều mọi nhá thì bây giờ anh em nha chuẩn bị nướng thôi, tiếp theo nướng mọi người nhá, mừng ngày mốt ạ. Bây giờ thì Ian sẽ nướng heo đây thôi mọi người nhá, đặt cây đây trọng nha, cái nướng này cắm lại đây giải cốt thì sao đấy, không ai quét cơ, bằng ưu đinh bạn đây các em quá, một cái này. Bây giờ anh em support mọi nhá, chạm nha. Thôi bây giờ em xin đi nướng heo cho mọi người. Nướng ăn. Nào nào, nướng đi. Ê, nó cái chuông ta bên nắp. Kẹt tao mò tao bì. Hello mọi người, ngày hôm nay là Ipep với Ian làm một con heo mọi người. Tại vì ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 là Tết Dương lịch. Chúc mừng năm mới 2023. Mình nướng tiếp theo luôn mọi người. Đây, quay chân đi. YouTube tao mất. Đây heo nướng. Đuôi Ian. Đuôi này, đuôi dưới này. Đây. Đuôi. Đồng bào thì mình như thế này rồi mọi người nhá, nương như thế này rồi cả nhà ơi. Ngày hôm nay là cùng ngày chủ nhật mọi người, ngày chủ nhật cùng là ngày lễ. Ngày mùng 1 tháng 1 2023. 2023 là cùng Tết Dương lịch. Tết Dương lịch thì cùng sắp Tết rồi. Chúc là Happy New Year. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Cái này làm tiếp theo nướng luôn mọi người. Mừng một con heo. Mới nó nhiều nhỉ bác. Chắc heo dân tộc ăn ngon nhỉ? Dạ ngon á. Heo người Kinh ăn có ngon không? Hơi tròn tròn tí. Lạc tí. Heo người Kinh mình ăn thì lạc tí mọi người. Heo dân tộc tại vì nó ăn gì ta? Ăn lạ mi hả? Lạ mi. Ăn lạ mi với ăn cải chuối thôi. Ăn cải chuối. Đó là đặc sản heo đặc sản mọi người nhé. Đó ok rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
heo đây nhiều mỡ lắm mọi người, để thịt heo cho đây mọi người nhá. Chủ nhật thì anh em ở nhà thì cả nhà ơi. Có được rồi. Cả nha. Nhìn thôi. Clip chân. Thôi cho thằng lại. Thịt heo anh em nướng kịp nữa cả nhà đây. Em thử thử món heo rán tóc này nhé. Không ngon. Ăn ngon gì? Ăn thử nhỏ đây cả nhà. Rất là giòn mọi người nhé. Ăn thử nhé. Ngon lắm. Ngon. Giòn này. Này đứng này tôi đang vớt, tôi đang lùm ra con này, cái dòng gì? Hello mọi người ơi, thì thịt heo dăm tóc thì anh em nha, nương thì chín hết rồi cả nhà. Bây giờ thì anh em nha sẽ mời tất cả mọi người ăn chung với trong tèm ăn mọi người nha, với anh em trong làng ăn mọi người. Làm thịt heo mọi người. Nha, không nói nhiều mọi người, bây giờ thì anh em nha, cả nhà ơi, ăn đây anh em. Vâng ạ, chú ăn đi. Nước đấy, uống nước đấy. Đây hả, cá này hả? Ờ. Mời cái nhà quay, ăn quay. Chứ ăn mà ra được nghìn người. Đây là thịt heo chân tóc mọi người. Thịt heo nhân tóc ăn lami thì ăn rất là ngon. Ừ. Heo đen hả? Ờ. Heo đen. Heo đen. Đây, mời cái nhà ăn nhá. Đây cũng là ngày Tết chiêm tinh. Ngon quá mọi người ơi. Bây giờ có thể khảo có đủ. Quá ngon mọi người. Mừng ngày mới mùng 1 tháng 1 2023 nha mọi người nha. Anh em lâm một ly nước ngọt nha. Ngày mới phải mừng một con heo. Con heo dân tộc thôi. Ngon quá. Đây, chúc cả tèm nha, chúc cả tèm này. Chúc cả tèm này. Đây nha. Chúc một ngày năm mới mọi người. Chúc năm mới 2023. Cái này ít loạn này mình ở vô đây. Cái này em ép đi ăn chiều 81 nha anh em nhé. Ngon quá. Ngon. Quá là ngon mọi người. Ăn đây nha. Ăn đây dai ngon. Tầm quay cân đi. Đây, quay cân đi. Đi ăn review tiếp theo nương mọi nha. Heo dăm tóc thì như mới lắm cả nhà. Heo dăm tóc mình ăn ngon nhỉ? Dạ ngon lắm. Heo dăm tóc da dai bởi. Đây ăn da nó hay da dai thấy ngon. Quay cân đi. Mọi người thấy chưa? Heo đây thì rất là giòn mọi người nhá. Lúc bố tám này. Ngon quá. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt mọi người, ngày đặc biệt cùng anh em trong làng ăn mừng một con heo, tại vì cùng ngày lễ Tết Tết Dương lịch mọi người. Chúc mừng năm mới 2023. 2022 là qua rồi. Qua rồi là chạy mất rồi, còn lại 2023. Lần thế nào anh em làm ăn thì phát đạt hơn. Từ ngày 1 tháng 1 2023 đây. Làm ăn thì cố gắng hết sức cho bữa ăn trong gia đình mình mọi người nha. Dân thêm ăn cái giòn mà thôi. Ở đây giòn này. Đây thì muối ớt anh em già bán xá mọi người nhé.
gần nhà bên Lào ấy bác ơi. Lào à. Ngày hôm nay là cùng ngày chủ nhật nhá. Ngày chủ nhật thì tôi nhất thì rất đông người nhỉ. Đây. Dạ. Cà ly đây này. Căng ly vào đây. Vào đây. Căng ly đây anh em. Bên đây nhắm này chép nhiều thỏ mão nhiều gì. Dân mời cả nhà ăn heo nha. Quá ngon. Ăn đi vô. Đây thì ai chiên chiêu mọi người nhé. Dạ rồi. Heo dán tóc mà nương thì quá ngon luôn. Ăn đi anh em. Cái rồng. Mới đây tô ơi. Ăn đi. Ăn đi ăn đi ở chỗ chỗ này. Ăn đi. Đang cầm muối ớt này. Năm. Giòn quá. Cái ăn nương cái nương thức heo là thì rất là lâu mời nhá. Chân thì rất là lâu luôn mà. Mình nương lâu thì nó chân nó giòn cả nhà. Vừa giòn cả nhà. Thôi mọi người nhá. Thì bây giờ ăn cùng xin phép kết thúc là clip tới đây mọi người nhé. Mọi người thấy video này hữu ích thì mọi người cho một like để đăng ký kênh Ian Vlog để Ian và YouTube có động lực làm video hay hơn cả nhà. Bye bye.